con sáu cái sau lưng hả chị? Nó là cúp đuôi đó chị, cái mẫu đó dễ xài lắm nha chị nha. Ngoạm xoăn lửng, ok Nguyễn Lê nha. Rồi em đang mang cho mình xem nè. Ngoạm xoăn lửng nha, mã của ngoạm này là B103. Ngoạm em đang mang mã là B103 xoăn lửng 40cm, 120.000. Ai lấy cái ngoạm này comment giúp em. B103 kèm số điện thoại luôn giúp em ha. 4 màu, nâu vàng, sô-cô-la, đen, nâu đen, tất cả 4 màu nha. 120.000. Chốt cái ngoạm em đang mang comment giúp em. B103 kèm số điện thoại luôn giúp em, 40cm ngoạm xoăn lửng nha. Dạ, bên em không miễn ship chị ơi, ship 30.000 nha, hóa đơn 700 em mới miễn ship được. Tại vì giá rất là rẻ rồi. Rồi em qua tiếp nè, ngoạm 50cm. Ngoạm 50cm là em hiện tại là em hết màu nâu vàng, em có màu vàng chanh, nâu sô-cô-la và màu đen, nâu đen nha mấy chị nha. Mình chú ý mình nghe bảng màu giúp em với. Đây nha, cái ngoạm xoăn 50cm em đang mang mã là N40. Nó có bốn màu ha, màu đen, nâu đen, sô cô la và màu vàng chanh ha, bốn màu ha. Em đang mang là màu nâu sô cô la, 120.000. 120.000 ha. Ai chốt cái ngoạm này comment giúp em. N40 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Bộ nguyên đầu ngắn qua vai hả chị Nguyễn Hoàng ơi. Trần Thảo Nguyên B103 inbox địa chỉ qua Messenger giúp em cho chị Trần Thảo Nguyên ơi. Chị nào chốt hàng comment mã cộng màu cộng số điện thoại luôn cho em nha. Đây là cái ngoạm này N40 là 50cm nè, em qua tiếp N46 cho mình xem nha. Chốt mẫu nào comment mã cộng màu cộng số điện thoại luôn cho em. Ok ngoạm ngắn. Ngoạm ngắn em lên cho mình xem cái mã ngoạm N52, nhớ mã giúp em nè. N52 là ngoạm ngắn nha. N52 ngoạm ngắn em có 4 màu nha. Màu nâu vàng em đang mang có sô cô la, đen, nâu đen, tất cả 4 màu nha. 120.000. Chốt cái ngoạm em đang mang comment giúp em. N52 kèm số điện thoại luôn giúp em là ngoạm ngắn ngang vai nha, 35cm nha mấy chị. Đây nha, N52 kèm số điện thoại luôn cho em. Đi nguyên combo cả ngoạm và mái lên thì mấy chị cảm giác rất là trẻ trung, rất là xinh nha mấy chị nha. Nhìn mình thay đổi hoàn toàn luôn, không cần phải cắt cái máy thật của mình nha mấy chị. Rồi lấy cái ngoạm này comment cho em là N52 kèm số điện thoại luôn giúp em. Đây em lên cái ngoạm dài nhất nè. Ngoạm dài nhất em lên cho mình xem N46 nè. Ngoạm dài nhất em lên cho mình xem N46 ha. Loại này là dài 60-65cm, 120.000. Chốt cái ngoạm này comment giúp em là N46 kèm số điện thoại luôn giúp em. Rồi 4 màu ha, nâu vàng, sô-cô-la, đen, nâu đen, tất cả 4 màu. Chốt cái ngoạm này comment giúp em là N46 kèm số điện thoại luôn giúp em ha. Rồi mình chị nào mình muốn xem mẫu thì mình cứ theo dõi like. Theo dõi like rồi mình ưng mẫu nào mình chốt comment mã cộng màu cộng số điện thoại ha. Mình cần tư vấn thì mình inbox trực tiếp cho em nha mấy chị nha. Rồi N46 nè. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu nguyên đầu cho mình xem ha. Chuyển qua mẫu nguyên đầu B103 ok chị nha. Đây những cái mẫu em like trên like toàn là những mẫu bán chạy ha, những mẫu đẹp không nha mấy chị nha. Đây ngoạm B103 nè, lửng 40cm nè. Đây là B103 xăng lửng 40cm. B103 xăng lửng 40cm, 120.000. Rồi có màu nâu vàng, sô-cô-la, đen, nâu đen, tất cả 4 màu nha. Chốt ngoạm này comment cho em B103 kèm số điện thoại luôn giúp em. Anh cầm cái máy đi ra ngoài cho em. Rồi em qua mẫu tiếp nè mấy chị nè. Bây giờ em qua mẫu nguyên đầu nha. Cầm mấy cái máy đi ra ngoài hết. Rồi em qua mẫu tiếp nha, bây giờ em lên nguyên đầu nè nha. Nguyên đầu em lên cho mình xem nguyên đầu xoăn ngang vai. Nguyên đầu xoăn ngang vai em lên cho mình xem mã này là 1804 nha. Đó, nguyên đầu xoăn ngang vai 1804. Màu em đang mang là màu nâu vàng ha, có màu nâu sô-cô-la và màu đen nữa, tất cả 3 màu nha. Ai mẫu này, rồi em nhớ lại là có 2 màu, hiện tại hết màu đen rồi nha, màu nâu vàng với lại sô-cô-la. Xem tóc bộ thẳng ok nè. Ai lấy bộ này comment cho em là 1804 xoăn ngang vai kèm số điện thoại luôn cho em nha.
Nguyên đầu đồng giá dài ngắn là 220 tặng kèm lưới chùm. Rồi ai chốt comment giúp em 1804 kèm số điện thoại luôn giúp em. Thái xin phạm lấy B103 inbox để chị qua Messenger giúp em nha chị ơi. Xem cột ok nè. Cột mình muốn xem cột xoăn hay cột thẳng hay cột gì chị ơi. Rồi chốt mẫu này comment cho em 1804. Lên tiếp mẫu tóc ngắn nha. Qua vai có nha chị Nguyễn Hoàng. Qua vai thì em có 8170, nó dài hơn 1804 nha chị. Rồi em lên mẫu này cho mình xem. Mẫu này là 3030 cúp ngắn nguyên đầu. Cúp ngắn nguyên đầu 3030. Ok chị, thẳng dài nhất là em có 70cm nha chị nha. Rồi ai lấy bộ em đang mang comment cho em 3030 kèm số điện thoại luôn cho em. 220.000 tặng kèm lưới chùm nha. Ba màu cho mình chọn nè, màu em đang mang là màu nâu vàng ha, có sô cô la và màu đen nữa, tất cả ba màu nha. Rồi chị nào chốt hàng comment cho em là 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. Cột xoăn ok chị nha. Rồi em sẽ qua mẫu cho mình xem, lấy bộ này comment cho em 3030 để em qua sơ mẫu nguyên đầu để em qua cột nha mấy chị nha.